Xin chào quý vị và các bạn. Tôi lại quay trở lại để cập nhật các cổ phiếu mạnh nhất phiên chiều hôm nay, phiên ngày hôm nay. Buổi sáng thì tôi đã cập nhật rồi. Bây giờ chạy là để tổng kết lại cả ngày hôm nay là xem có những cổ phiếu nào mạnh. Hôm nay thì rất nhiều cổ phiếu mạnh. 38 cổ phiếu tăng mạnh. 38 cổ phiếu, 38 cổ phiếu là một con số rất là lớn đấy. Tuy nhiên nhìn qua ấy thì chúng ta thấy là những cái tên quan trọng thì nó lại không xuất hiện. Không xuất hiện. Nó rất nhiều tên mới. Đầu tiên là NVL. NVL hôm nay là phiên mua thì lúc sáng đã cập nhật rồi. HNG đang tăng rất là tốt. Hy vọng là sẽ khỏe trong mấy phiên tới đúng không? Nếu mà khỏe được trong mấy phiên tới thì nó sẽ mạnh. VIX thì hôm nay cho tín hiệu mua. DLG. VIX hôm nay cho tín hiệu mua nhé. Bên này thì chưa. Lý do là khối lượng chưa đạt yêu cầu, bên này cho tín hiệu mua. DLG. MSR cũng rất tích cực, cũng gần phá đỉnh rồi. LAS thì phiên mua từ hôm qua, từ hôm thứ sáu. APG, NED và HTN. HTN thì tím luôn nhá, HTN khả năng là tím luôn, HTN tím luôn đấy. Và khối lượng rất lớn, khối lượng rất lớn. HHP hôm nay cũng là một cái phiên mua nhá, khối lượng lớn. Đây, các bạn nhìn bên này là phiên mua này. VNA cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều trong mấy phiên hôm nay và đều tăng rất là mạnh. PPC, ACM cũng đang tích lũy rất là đẹp, hôm nay thì có nhích lên một tí. NBC, HAR cũng đang tích cực. TGG cũng tích cực. HHG, AAV, PHP, NHA thì hôm nay cho tín hiệu mua nhé. Ở bên đây cũng cho tín hiệu mua. NNC, NNC cho tín hiệu tích cực. Họ phiên mua hôm thứ sáu và hôm nay vẫn mạnh. THT, VNE, APC. APC khối lượng cũng tăng rất là mạnh nha. Những cổ phiếu này là khối lượng trung bình rất là bé này, có 33 33.000 thôi, cổ phiếu giao dịch trong một phiên rất là bé. FOX, SDT, SDT hôm nay tín hiệu mua. TDN hôm nay cũng mua và tăng mạnh. INN, SHN tín hiệu mua từ tít trong này này. Nhưng mà hai phiên này là tăng rất là mạnh nhá. Và hôm nay thì tạo luôn cái khoảng trống tăng giá này. SHN đấy, nó công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội đúng không? Đấy, sàn HNX. ITD hôm nay cho phiên mua nhá. DQC, HAN hôm nay cũng tăng mạnh này. Phiên mua từ đây này. Nó đúng đúng là phải từ phiên này này, phiên này là phiên mua này. Đấy, nha.
TC6, TC6 này, TC6 thì cái cổ phiếu này đang giao dịch rất là phức tạp ở cái giai đoạn này nhé, nhưng hôm nay là tăng mạnh, khối lượng lớn. SVD, SVD, KSQ, KSQ. D VG, DVG cũng đang tăng mạnh nhé. SFG, SFG thì hai phiên tăng mạnh. TLP, TLP phiên mua hôm trước, hôm nay tăng mạnh nhé. Đấy. Hôm nay thì tôi để cho cái danh mục này nó rộng hơn một tí. Danh mục này nó rộng hơn là tôi không giới hạn cái số lượng, cái khối lượng cổ phiếu giao dịch trong một phiên nữa. Tôi thả ra để bởi vì là mấy phiên vừa mấy hôm vừa rồi ấy, tôi siết cái khối lượng giao dịch trong một phiên là phải 300.000 cổ phiếu trung bình thì tôi mới cho vào đây. Nhưng hôm nay tôi thả rộng ra để tôi kiểm tra cái sức mạnh của thị trường. Thì hôm nay tôi thả rộng ra thì nó có 38 cổ phiếu tăng mạnh. Tuy nhiên đây là cũng những cái cổ phiếu mà giao dịch có khối lượng rất là bé này này thì chúng ta nên cân nhắc kỹ trước khi mua nhé. Đấy, những cổ phiếu này là giao dịch rất là bé. Để tôi cho các bạn xem cái phần khối lượng. Đấy, thì mọi hôm ấy là tôi cắt đến chỗ này này. Đây, cắt đến chỗ này. Có nghĩa là những cái cổ phiếu mà khối lượng giao dịch bé như này ấy là sẽ không được cho vào danh sách. Đấy, cắt chỗ này là cũng mất đi nhiều đấy. Đôi này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14 này, 16, 18, 18. Có nghĩa là còn 20 cổ phiếu là giao dịch mạnh thôi. Đấy, 20 cổ phiếu giao dịch mạnh thôi. Lý do tại sao? Lý do tại cái khối lượng nó không đạt yêu cầu. Nên nó dẫn đến cái giá trị giao dịch nó cũng bé, nó cũng không lớn nha. Đấy, và quan trọng nhất ấy là cái khối lượng giao dịch không đạt yêu cầu thì như tôi có khuyến nghị các bạn ấy là những công ty mà có khối lượng giao dịch thấp như thế này thì để sở hữu nó các bạn cần phải hiểu rõ công ty, hiểu rõ cái sản phẩm của công ty và hiểu rõ cái tiền của công ty, tài sản của công ty nó nằm ở những cái gì thì chúng ta cả mua cả giao dịch nhá. Đấy, lý do là như thế, lý do là hôm nay tự nhiên nó có nhiều cổ phiếu lên là vì vậy. Và mọi hôm là tôi siết cái khối lượng, nhưng hôm nay tôi thả ra, lý do tôi thả ra là vì tôi đoán là thị trường nó đang ở cái vùng rất là cao, vùng sát đỉnh. Và khi đấy cái dấu hiệu tôi đã cho các bạn một loạt rồi đấy, là khi thị trường nó gần đến đỉnh ấy thì các cổ phiếu lớn nó sẽ kiệt sức, lúc bấy giờ là nó điều chỉnh và điều chỉnh giảm. Đấy, có thể là nó tích lũy thêm hoặc là nó điều chỉnh giảm. Và lúc bấy giờ ấy, phần lớn các cổ phiếu tăng giá mạnh là cổ phiếu nhỏ, cổ phiếu giao dịch ít trên thị trường thì sẽ được đẩy giá mạnh. Và minh chứng là hôm nay các bạn nhìn thấy đấy, rất nhiều cổ phiếu nhỏ nhá, tôi đếm đến 18 cái cổ phiếu nhỏ. Đấy, khối lượng giao dịch ít, nhỏ hơn 500.000 cổ phiếu trên một phiên là tăng giá rất là mạnh nhá. Đấy, tăng giá mạnh đấy, tăng giá trên 5% hết. Không có cái nào 5% luôn, trên 5% hết. Đấy nhá. Đấy là những cái thông tin về về mặt giao dịch của cổ phiếu thì các bạn có thể dựa vào đấy để nghiên cứu về 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 cái về về cái thông tin của thị trường thì chúng ta có thể mua bán nhé. Cái thứ hai là chúng ta xem qua cái thị trường, xem qua ở đây thì chúng ta thấy này, ảnh hưởng đến cái chỉ số phần lớn là nhóm ngân hàng nhá, VPBank này, BID này, CTG này, Techcombank này. Đấy. Và nhóm HDB này cũng là ngân hàng nhá. HDB này. Đấy, LPB Liên Việt Postbank này. Đấy. Nhóm thứ hai mà ảnh hưởng mạnh đến chỉ số là dòng thép là có HPG này. Đúng không? Rồi Vietjet này, Vietjet Air đúng không? VJC này, VJC đúng không? Rồi dòng
bảo hiểm này, BVH này, SSI là dòng chứng khoán này. Đấy. Ở cái chiều tăng thì có NVL này, PLX, PLX nhá, Masan này, FPT này, HVN. HVN thì trái chiều với, có nghĩa là có hai cái cổ phiếu hàng không thì có một cái tăng và một cái giảm. HVN cũng chưa chắc nó đã tăng đâu mà có khi nó vẫn loại ảnh hưởng đến cái tích cực giá thôi. HVN chưa? À nó tăng đấy, tăng mạnh nhá, HVN tăng mạnh. Đấy. Tiếp theo là đến chuyển động của tổ chức thì chúng ta sẽ thấy tổ chức bán rất nhiều các cổ phiếu CTG này, Novaland này, HPG này, Vinamilk này, GEX này, DXG, đất xanh đấy đúng không? Bán nhiều nhá. VCI này, HDB vân vân, bán rất nhiều. Nhiều cổ phiếu bị bán. Nhóm ngành này thì ngành ngân hàng là bị bán nhiều nhất. Sau đó đến sản xuất thực phẩm, kim loại. Còn những ngành được mua này như là bất động sản này, đấy bất động sản vẫn là một cái ẩn số nhá. Thì các bạn để ý tìm thấy cổ phiếu tốt thì nên mua tích lũy. Hàng cá nhân này, hàng công nghiệp. Đúng không? Viễn thông cố định, bán lẻ, điện, điện nhá. Điện thì tất cả mọi người đang kỳ vọng vào cái việc gọi là giá mức tiêu thụ điện ở mùa hè này chắc chắn là sẽ tăng đột biến rồi, bởi vì mấy đợt vừa qua nắng nóng rất nhiều nên có lẽ là cổ phiếu điện nó sẽ được hưởng lợi và mọi người đổ xô đi mua mua nhá. Đấy, đấy là thông qua nói qua về cái thị trường chung. Còn hôm nay thì còn một cái thứ rất là vui nữa là hôm nay cổ phiếu dầu khí giao dịch. Chắc là nhiều người mất hàng, cũng chưa biết được là có mất hàng hay không đúng không? Nhiều người bán, bởi vì nếu các bạn xem ở trên biểu đồ này thì giá dầu lên xuống, cái giá cổ phiếu dầu khí lên xuống ấy đúng theo nhịp lên xuống của cái biểu đồ này nhá. Đấy là những cái thông tin về cái thị trường buổi hôm nay. Tuy nhiên là các bạn chú ý, các bạn chú ý là trong cái danh mục này 38 cổ phiếu này rất ít những cổ phiếu lớn, rất ít cổ phiếu lớn đấy, cổ phiếu có mệnh giá lớn và những cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn. Khối lượng giao dịch lớn thì nó chỉ có vài, có hai cái cổ phiếu này là tăng giá này mạnh này, một là HNG, hai là DLG đấy nha. HNG thì tôi vẫn nói là tôi vẫn có một cái kỳ vọng lớn vào nó. Tuy nhiên là nó vẫn chưa hấp dẫn đối với tôi. Cái phiên mua thì ở đây và tôi không mua. Tôi đã không mua nên là khi nó tăng thì tôi không quan tâm đến nó nữa. Đúng không? Và chúc những bạn đã mua, tôi biết là có những người mua ở đây rồi. Có những bạn bè của tôi mua ở đây và có nhắn tin hỏi tôi. Thì lý do là cái vùng cản này nó đang rất lớn nên là tôi không tham gia. Tuy nhiên là hôm nay là một phiên rất tích cực, báo hiệu là HNG này có thể sẽ tăng mạnh, có thể thôi nhé. Quay lại cái tín hiệu của VN Index thì hôm nay nó cũng chưa hẳn là một phiên phân phối đâu, nó chưa rõ ràng đúng không? Nó là một cái phiên mà có giao dịch cân bằng dòng tiền thôi. Dòng tiền bán thì nhiều hơn một tí, nhỉnh hơn một tí. Đúng không? Nó không hẳn là một phiên phân phối đâu. Đấy, phiên phân phối là cái phiên này, này rất là rõ ràng nhá. Đây phiên này, phiên này đấy, đấy. Tuy nhiên là tôi vẫn khuyến nghị các bạn nên giữ tài khoản ở một cái tỷ trọng an toàn, đừng quá xa đà giai đoạn này. Nếu như nó có một cái phiên tích cực bứt phá hẳn hẳn cái mức 1.278 đúng không? Bứt hẳn lên 1.300 đúng không? 1.378 thì lúc đấy 1.380 bứt hẳn lên thì lúc đấy chúng ta
nghiên cứu giải ngân và có thể là margin mạnh thì cũng không sao, đúng không? Còn bây giờ tôi khuyến nghị là không cực đoan. Hôm nay thì tôi không mua nhưng mà tôi không bán hết, tôi vẫn còn rất nhiều cổ phiếu ở trong tài khoản nha, và tiền tôi cũng rất nhiều, tôi có một cái tỷ lệ cân bằng giữa cổ phiếu và tiền, có nghĩa là rất nhiều là so với cái tài khoản của tôi thôi, khoảng 40% tiền, 60% cổ phiếu nha. Đấy. Và cuối cùng chúc các bạn đầu tư thành công, kiếm được nhiều lợi nhuận tốt, và hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ tôi và đón chờ những clip mới nhất của tôi.